Xin chào các bạn đã đến với kênh Đồng Hồ Hải Triều. Ở video này, như các bạn đã thấy thì chúng ta sẽ cùng ngồi lại và tìm hiểu về những sự thật của những chiếc đồng hồ đeo tay mà có thể các bạn chưa biết, và hứa hẹn rằng chắc chắn sẽ có rất nhiều những thông tin thú vị đấy. Nào bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng tới với video chi tiết nha. Rồi, đến với sự thật đầu tiên này, chúng ta sẽ không có bất kỳ một chiếc đồng hồ Rolex nào tồn tại nếu như mà Peter Hallen không phát minh ra một chiếc dây cót chính vào năm 1511 đấy. Peter Hallen là một nhà sản xuất đồng hồ của Đức, đã quyết định bắt đầu thử nghiệm với đồng hồ chạy bằng cách là lên dây cót vào đầu thế kỷ 16 này. Và sau khi mà giảm kích thước những dây cót này thì ông đã có thể tạo ra những chiếc đồng hồ hiện đại đầu tiên. Các dây cót chính được đánh giá là vô cùng quan trọng trong đồng hồ đeo tay và đồng hồ đeo tay cơ khí kể từ lúc bấy giờ. Đến với sự thật thứ hai thì mình nghĩ là các bạn cũng khó lòng mà tin được khi mà ở thời điểm hiện tại, đồng hồ của Nhật Bản được người Việt Nam cực kỳ coi trọng cũng như là chiếm một cái phần lớn ở trên thị trường hiện nay. Thế nhưng mà ở thời xưa thì lại ngược lại, khi mà đồng hồ Nhật ở Việt Nam không được ưa chuộng lắm và bị coi là đồ rẻ tiền nữa. Ở thời xưa ấy, thì người Việt ưa chuộng đồng hồ Thụy Sĩ với một thiết kế màu vàng nổi bật này. Còn chiếc đồng hồ Nhật lại là một cái sự lựa chọn dành cho những người ít tiền, chỉ dùng cho những người lao động bình thường thôi, thợ lặn hay là những người mà phải làm việc nặng vì đặc tính của đồng hồ Nhật bền dù trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa. Với suy nghĩ là của rẻ là của ôi và phải là đồng hồ Thụy Sĩ mới là tốt nhất, đẳng cấp nhất. Vì thế, người Việt Nam thường không thích lựa chọn đồng hồ Nhật Bản vì cho rằng nó đều. Và sự thật là đồng hồ đeo tay cổ của Nhật thường bị khinh và coi thường khi mà lựa chọn đồng hồ vào những thập niên 60. Phải cho tới những năm sau này, người Việt mới nhận thấy những lợi ích khi mà chúng ta sử dụng đồng hồ Nhật Bản, đó chính là nó rất bền, không bị ngấm nước mà giá thành lại vô cùng phải chăng. Từ đó đồng hồ Nhật mới lấy được vị thế cũng như là lòng tin của người dùng ở thị trường Việt Nam. Chúng ta đều biết mỗi phong cách hay là mỗi thiết kế của đồng hồ thì nó thường chỉ giữ được một cái độ hot trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Thế nhưng mà việc đeo đồng hồ và phải có một chiếc đồng hồ ở sau túi áo ghi lễ lại là một điều vô cùng cần thiết và nó luôn luôn có đối với thời trang nam ở những năm 1600. Và vị vua Charles II là người đã tạo nên xu hướng đeo đồng hồ bỏ túi, nhưng trong suốt quá trình lịch sử xu hướng này đã không còn phổ biến nữa. Ngày nay chúng ta có thể nói là rất ít đàn ông có đồng hồ bỏ túi, thế nhưng mà đồng hồ đeo tay lại là một phần không thể thiếu. Đến với sự thật tiếp theo là đồng hồ đeo tay đầu tiên được sản xuất với chức năng báo thức được tạo ra trong những năm 1900. Một người thợ đồng hồ Thụy Sĩ tên là Estena đã thành lập công ty đầu tiên sản xuất đồng hồ đeo tay có chức năng báo thức vào năm 1908 này. Nhưng mà cho tới năm 1914 thì những sản phẩm này mới được đưa vào sản xuất với quy mô lớn. Mình nghĩ là còn khá là nhiều bạn còn lầm tưởng về việc là đồng hồ Rolex là một thương hiệu có thể nói là đẳng cấp nhất thế giới. Mặc dù chúng ta cũng có một cái mức giá cao đấy, thế nhưng mà thương hiệu này chưa bao giờ được đánh giá là một trong những thương hiệu danh giá nhất. Mà hai cái tên mà chúng ta phải nhắc tới ở đây đó chính là Breguet cùng với Patek Philippe. Breguet, ông tổ của rất nhiều mẫu thiết kế bộ máy tính năng đồng hồ cơ, chính là thương hiệu đồng hồ được đánh giá cao nhất. Song song với đó là cái tên Patek Philippe, một nhà sản xuất đồng hồ có tính phức tạp này với nghề thủ công siêu tinh xảo. Cả hai đều là thương hiệu đồng hồ xưa chỉ có quý tộc hoàng gia dùng, ngày nay thì chỉ có giới siêu giàu mới có thể mua nổi mà thôi. Đến với sự thật thứ sáu của chúng ta sẽ là đồng hồ đeo tay của nam giới thực sự trở nên phổ biến ở trong giai đoạn tiền thế chiến thứ nhất mà thôi. Louis Cartier đi cùng với người bạn phi công của mình là Carpello Sanchez Drummond trên một chuyến bay để thử nghiệm việc sử dụng máy bay trong thời gian tiền thế chiến 1. Và khi mà ông thấy rằng ấy, những người bạn của mình phải vật lộn để có thể đo thời gian giữa cả hai cánh tay trên các nút điều khiển của chiếc máy bay, thì ông đã tạo ra một chiếc đồng hồ đeo tay hàng không đầu tiên được hoàn chỉnh với dây đeo bằng da này, móc nhỏ, hai yếu tố chủ đạo của một chiếc đồng hồ không thể thiếu ở ngày nay. Và như mình đã chia sẻ thì đồng hồ bỏ túi đã cực kỳ phổ biến, là một phần không thể thiếu của thời trang nam. Thế nhưng mà đến thế chiến thứ hai thì dòng đồng hồ này đã bị khai tử, nơi mà quân nhân bị cấm sử dụng tất cả mọi thứ ngoại trừ đồng hồ đeo tay mà thôi, nhằm mục đích là giữ an toàn này, giúp binh lính tập trung vào hai tay luôn cầm vũ khí. Sự thật tiếp theo là hai chiếc đồng hồ bỗng nhiên trở nên cực kỳ nổi tiếng khi mà góp mặt trong những cuộc thám hiểm hiện đại. Đầu tiên, khi mà nói đến việc lặn dưới bề mặt đại dương thì không có cái tên nào nổi tiếng như Jacques Cartier. Chính ông đã phổ biến việc đeo đồng hồ Rolex Submariner trong bộ phim tài liệu vào năm 1954 của mình là The Silent World. Tất cả các đồng hồ lặn sau đó thì đều đã vay mượn một chút ít cảm hứng từ thiết kế Submariner. Tuy nhiên, khi mà nói đến khám phá vũ trụ, khắp phi hành gia NASA luôn ưu ái một chiếc đồng hồ Omega Seamaster. Buzz Aldrin hay là Neil Armstrong cũng được cho là đeo một chiếc đồng hồ Speedmaster, nhưng đã để lại chiếc đồng hồ của mình trên máy bay khi mà anh thực hiện bước đi đầu tiên trên mặt trăng, và tất cả các phi hành gia kể từ đó thì đều đeo đồng hồ Omega này. Mặc dù không phải là người đầu tiên sản xuất ra đồng hồ chạy bằng điện hay là thạch anh, thế nhưng mà Seiko đã khiến cho bộ máy này trở nên phổ biến hơn khi mà họ sản xuất ra một chiếc sản phẩm đầu tiên tại Thế vận hội mùa hè năm 1964 ở Tokyo.
Sự thật tiếp theo là Patek Philippe Calibre 89 là chiếc đồng hồ bò túi cơ khí phức tạp nhất thế giới. Chiếc đồng hồ này đặc biệt được tạo ra vào năm 1989 và mất 5 năm nghiên cứu và phát triển, 4 năm để sản xuất này, và được chế tạo bởi gần 1.800 thành phần khác nhau. Và năm 1989 thì nó có giá là 5,1 triệu USD. Và nếu như ở thời điểm hiện tại bạn muốn sở hữu chiếc đồng hồ kia thì phải bỏ ra một mức giá là gấp 5 lần số tiền trước đây. Mẫu đồng hồ đeo tay Cesium 133 có thể là chiếc đồng hồ chính xác nhất thế giới. Mà dù được gọi là đồng hồ nguyên tử dựa trên tín hiệu vô tuyến được chính phủ Hoa Kỳ sản xuất để duy trì độ chính xác, nhưng mà Cesium 133 sử dụng nguồn vật liệu độc lập từ cesium này, tạo ra tín hiệu thời gian riêng hoàn toàn độc lập để được coi là chiếc đồng hồ chính xác nhất trên hành tinh và đáp ứng mọi kỳ vọng. Một người thợ mộc người Anh tên là John Harrison đã phát minh ra đồng hồ bấm giờ hàng hải, một thiết bị di động cho phép tất cả các thủy thủ và thuyền trưởng có khả năng tìm đường trên đại dương dễ dàng hơn bằng kinh độ tự tính. Đây được xem là một trong những khám phá quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại và mở đường cho việc khám phá thế giới sau này. Nếu như các bạn có để ý thì tất cả những mẫu đồng hồ được trưng bày ở bất cứ một cửa hàng nào đó thì đều được chỉnh ở một mốc thời gian cố định là 10 giờ 10 phút. Vậy lý do đằng sau đó là gì? Đây là vị trí các kim đồng hồ đối xứng nhau. Khoa học đã chứng minh một điều là con người có xu hướng thiện cảm với các kết cấu đối xứng. Điều này vô thức là giúp thợ đồng hồ và thợ kim hoàn bán được nhiều đồng hồ hơn và là một trong những hình thức tiếp thị tiềm thức được nghiên cứu và triển khai tốt nhất đã được khoa học kiểm chứng. Và với sự thật cuối cùng, việc bị rung lắc liên tục cũng làm cho đồng hồ kém chính xác. Điều này mình đã nói rất nhiều trong những chuyên mục Q&A rồi. Trừ đồng hồ có mã số điện tử, tất cả đồng hồ chạy bằng kim máy hay là pin thì ít nhiều độ chính xác của nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những rung lắc liên tục này, tốc độ cao như là đua xe chạy đường sóc trong thời gian dài. Như vậy chúng ta vừa đi qua những thông tin mới về sự thật trong thế giới đồng hồ đeo tay rồi, mình nghĩ là cũng còn khá nhiều bạn chưa biết đâu. Còn các bạn thì sao? Các bạn có biết thêm sự thật nào nữa hay không thì hãy chia sẻ bên dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ cũng đừng quên like, share và subscribe cho kênh Đồng Hồ IQ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.